Tại Madagascar, châu Phi nổi tiếng là đại lộ cây ba bắp khổng lồ, hùng vĩ, giống như củ cải bị trồng ngược, đẹp kỳ lạ và huyền bí. Ngoài làm cảnh quan du lịch, baobab được coi là cây siêu thực phẩm phổ biến trên thế giới. Quả có rất nhiều dinh dưỡng, vitamin C gấp 10 lần quả cam, nhiều canxi hơn sữa, nhiều kali hơn chuối, lá cũng có thể ăn, hạt ép dầu. Trên thế giới có nhiều loài baobab, nhà vườn đã thử nghiệm và tìm ra loài phù hợp khí hậu Việt Nam. Có thể chịu lạnh tốt và sương muối. Đặc biệt, đất tốt, mưa nhiều thì cây baobab phát triển lại càng nhanh. Nhà vườn Thanh Tùng có cung cấp cây giống, hạt giống và cả cây baobab trưởng thành. Đây là cây baobab 9 năm tuổi của nhà mình này. Đường kính ngang là hơn 1 mét. Thế ạ, nặng 15 tấn. Thấy sức phát triển mãnh liệt của nó quá khủng khiếp. Cây to này là vanh hoành của nó là hơn 300. Giá là 195 triệu. Bao sống ạ. Ngoài ra thì em có hạt giống và cây giống nữa. Xin chào mọi người. Em xin giới thiệu với mọi người, đây là cây giống baobab, loài cây siêu to khổng lồ đến từ vùng đất châu Phi. Kỳ lạ và huyền bí. Cây baobab này được coi như là loài cây thần của người dân châu Phi, nó cung cấp nước và quả làm thực phẩm, rất là nhiều dinh dưỡng. Cây nhìn nhỏ nhỏ như thế này thôi, nhưng mà dưới nó có củ nó phình ra to. Đây là điểm đặc biệt và cũng là duy nhất loài cây thân gỗ mà nó có củ phình to ra để mọi người dễ phân biệt và nhận dạng. Đảm bảo là cây nào cũng có củ và mọi người nhận hàng thì có thể bóc cái bầu nó ra để kiểm tra. Cây mà không đúng thì mọi người có thể trả lại, không mất phí gì cả. Đây, củ của nó đây ạ, to hơn ngón tay cái. Đây, mình sẽ bóc nốt củ này ra cho mọi người xem nhá. Nó là cây gỗ nhưng mà nó có củ phình to như củ sâm. Đây ạ, củ rất là to. Và đây là cây hiện tại em đang bán nó như thế này. Cây có củ, có lá. 135.000 một cây, mua 3 cây là miễn phí vận chuyển, mua 5 cây tặng 1. Và mọi người mua hàng có thể nhắn tin hoặc là gọi điện đến số điện thoại của em đây, 0822 415 999. Bên em có gửi kèm theo thẻ bảo hành chuẩn giống 100% và bảo hành bao sống luôn ạ. Rồi, cảm ơn mọi người.